bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Không còn kiên nể Trấn Thành, Trường Giang tiếp tục đá xéo Hari Won ngay trên sóng truyền hình. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đầu tiên thiếu vắng Hari Won, Trường Giang đã chia sẻ lý do thực sự khiến bạn đồng hình của mình vắng mặt. Hari Won vì đam mê danh vọng đã về Hàn Quốc đóng phim truyền hình. Theo tôi biết, bộ phim này được mua bản quyền và sẽ lên sóng tại Việt Nam. Tôi đoán bộ phim đó tên là Vực Thẳm. Anh cũng tiếp tục cạnh khoe Hari Won dù cô không có mặt ở trường quay. Bộ phim đó không biết có thành công hay không, nhưng các người chơi thì đang chúc mừng lẫn nhau vì biết tin Hari Won không còn dẫn chương trình này nữa. Họ vui vì sẽ được nghe câu hỏi dễ hơn. Trước đó, đa số người chơi không thể nghe câu hỏi từ Hari Won vì Hari Won nói quá khó nghe. Khi được hỏi lý do Harry không xuất hiện, Trường Giang tuyên bố nửa đùa nửa thật rằng cô ấy sợ tôi và không chịu được áp lực từ tôi nên bỏ dẫn. Ngoài những lúc tỏ ra bình thản trước sự vắng mặt của Hari Won, Trường Giang cũng đôi lúc để lộ sơ hở qua phát ngôn, không biết số này khán giả có coi hay không. Trong quá trình dẫn và đọc câu hỏi cho người chơi, Trường Giang khá nhiều lần tỏ thái độ bực bội, đặc biệt cáo gắt hơn thường lệ khi gợi ý rõ ràng, nhưng người chơi vẫn không trả lời được. Đến gần cuối chương trình, ông xã Nhã Phương có lẽ cũng cảm thấy là chán nản phải dẫn một mình. Có bao nhiêu câu mà cứ đọc đi đọc lại mãi thế này chán quá. Sau đó anh nhờ một người chơi ở đội khác đọc giùm mình, điều chưa từng có trong tiền lệ khi Trường Giang làm MC. Trước đó Trường Giang cũng từng đòi thay đổi MC, thay thế vợ bằng thân mình. Cụ thể ở tập 35 của chương trình Nhanh Như Chớp với sự tham gia của dàn khách mời gồm Angela Phương Trinh, Piu Piu, Thúy Ngân, Kiều Minh Tuấn, Mâu Thủy và Phí Phương Anh. Trong phần thi của Kiều Minh Tuấn, Hari Won đọc câu hỏi không rõ. Xe nào to như voi con lăn đi trên đường lon ton ủi bằng, khiến nam diễn viên không hiểu. Ngay sau đó, Trường Giang giải thích lại câu hỏi giúp Kiều Minh Tuấn trả lời đúng. Nam danh hài không quên đá xéo bà xã Trấn Thành. Vấn đề ở đây là do không nghe rõ thôi. Chúng ta nên đổi MC khác ở mùa sau. Ngay lập tức Hari Won quay sang nhìn Trường Giang, bày tỏ thái độ khó chịu. Trong một diễn biến khác, Hari Won đọc câu hỏi người phụ nữ lấy em trai của vợ bố nam, thì nam gọi người phụ nữ đó là gì? Khá là rối khiến Kiều Minh Tuấn trả lời sai. Sau khi giải thích đáp án cho thí sinh hiểu, Trường Giang tiếp tục đổ lỗi cho bà xã Trấn Thành, do MC thôi. Đáp lại, Hari Won nói, gì nữa anh, nhiệm vụ của em là như vậy mà. Trời ơi, em kiếm cơm đó anh, Hari Won thốt lên. Thúy Ngân là người đối đầu với Kiều Minh Tuấn trong phần thi này. Được Trường Giang đọc câu hỏi, diễn viên gạo nếp gạo tẻ trả lời đúng 4 câu hỏi liên tiếp và giành chiến thắng trong phần thi này. Khi được Thúy Ngân cảm ơn vì đọc câu hỏi nhanh giúp mình, Trường Giang quay sang trêu Hari Won, nếu mà Harry đọc cho em thì đội em thua chắc, mùa sau tôi yêu cầu mời Mâu Thủy dẫn dắt với tôi. Hari Won nhanh chóng phản pháo, chương trình kêu tôi là có lý do, chương trình đã từng mất tiền rất nhiều nên thông qua tôi muốn giữ tiền lại, khiến các khách mời thích thú. Chưa dừng lại ở đó, Trường Giang nhận định về thất bại của đội Kiều Minh Tuấn, chúng ta thua không phải vì không thông minh, chúng ta thua vì MC. Cuộc sống của Trấn Thành, Trường Giang thay đổi ra sao khi lấy vợ? Do nổi lên cùng thời, vì thế cặp danh hài thân thiết Trấn Thành Trường Giang thường xuyên được đặt lên bàn cân để so sánh về sức hút, cát xê, thậm chí cả ồn ào đời tư. Điểm chung thú vị nhất của hai nghệ sĩ hài hàng đầu làng giải trí là điều kết hôn với một nữ nghệ sĩ xinh đẹp tài năng của showbiz Việt. Đặc biệt sau khi lập gia đình, Trấn Thành Trường Giang còn có cách tiêu tiền và ứng xử với đồng nghiệp nữ giống như nhau. Thời còn độc thân, Trấn Thành đã nổi tiếng là nghệ sĩ thích mua sắm hàng hiệu đắt đỏ. Cuối năm 2016, anh bất ngờ tổ chức đám cưới hoành tráng với Hari Won tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi về chung một nhà với bà xã nổi tiếng, Trấn Thành vẫn giữ phong cách ăn mang sành điệu, đẳng cấp thường thấy. Tuy nhiên, chia sẻ về vấn đề tài chính, Trấn Thành thừa nhận bà xã quản lý tiền bạc khắt khe hơn xưa. Từ một người không bao giờ kiểm soát việc chi tiêu, mỗi ngày Trấn Thành chỉ được vợ đưa cho 2 triệu để tiêu xài. Chưa dừng lại ở đó, mỗi khi mua sắm hay làm bất cứ việc gì, nam danh hài đều hỏi ý kiến của vợ, mất đi sự tự do tài chính nhưng Trấn Thành cho biết anh may mắn vì có một người bạn đời, biết quản lý tiền bạc như thủ quỹ, kế toán chuyên nghiệp. Khác với Trấn Thành, Trường Giang lại là người có sở thích ăn vận, giản dị, thậm chí nghiện đi dép tổ ong ở cả cuộc sống đời thường, vẫn khi bước chân lên sân khấu để biểu diễn. Nhưng sau hình ảnh bình dân đó, ít ai biết rằng Trường Giang lại rất mê mua xế hộp và sở hữu nhiều chung cư, biệt thự đắt đỏ. Cuối tháng 9 vừa qua, danh hài xứ Quảng kết hôn với Nhã Phương sau 3 năm gặp nhiều sóng gió. Chỉ sau 10 ngày tổ chức đám cưới, Trường Giang tiết lộ mình đã trở thành người vô sản. Trường Giang tâm sự với truyền thông, Trấn Thành từng thông báo tôi ra đường chỉ có 2 triệu đồng, còn tôi thì không có một cắc, mọi chuyện đều có trợ lý lo, còn nếu có nhúc nhích gì là bị trình báo về bà xã ở nhà ngay. Ai cũng biết ở nhà tôi ai là phe hơn rồi vợ luôn thắng.
Không còn thích gì môn ấy như xưa, nhưng Trường Giang thừa nhận anh đang trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời. Hiện tại, cả Trường Giang, nhà Phương đều có công ty riêng, nên không ai có thể làm ảnh hưởng tác động đến công việc của ai. Song vấn đề chi tiêu và những việc liên quan đến gia đình, Danh Hải 35 tuổi đều tôn trọng quyết định của vợ mình. Bên cạnh đó thì, do mật độ tham gia game show diễn xuất làm MC dày đặc, chính vì thế Trấn Thành, Trường Giang thường xuyên có dịp tiếp xúc, thậm chí diễn ra những cảnh gần gũi với nhiều đồng nghiệp xinh đẹp và quyến rũ. Có thời gian, cả hai Danh Hải liên tục phải ôm hôn bạn diễn trong một game show phát trên kênh truyền hình quốc gia. Nhưng từ khi lấy vợ, mức độ quấn quýt bên bạn diễn của Trấn Thành, Trường Giang được hạn chế tối đa. Có thể thấy mỗi khi xuất hiện cùng Harry Won trước đám đông, Trấn Thành không ngại thể hiện những hành động tình tứ, lời nói ngọt ngào với vợ như hồi mới yêu. Còn khi diễn xuất với đồng nghiệp nữ, Trấn Thành chỉ thoải mái thể hiện sự ăn ý ở mức làm việc chuyên nghiệp. Song tại hậu trường sân khấu, anh ít nhiều giữ khoảng cách nhất định với bạn diễn để tránh vướng vào những ồn ào không đáng có. Mới đây, cả Trấn Thành, Trường Giang đều hội ngộ trong một tập phát sóng của chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Ở phần giao lưu, MC Xuân Bắc trêu đùa đồng nghiệp rằng từ ngày lấy vợ, Trường Giang trở nên nghiêm túc hơn, không còn ôm hôn hay có các cử chỉ thân mật với các khách mời nữ tham gia show. Cũng nhận ra được sự thay đổi của đồng nghiệp, Trấn Thành chia sẻ rằng, sở dĩ Giang Ca bớt ôm hôn các em là do Giang Ca mới rước một giang hồ về. Trấn Thành từng phán tình yêu Trường Giang, Nhã Phương đúng như thế này đây. Trấn Thành và Trường Giang ngay được công chúng mang ra đặt lên bàn cân để so sánh. Cũng có rất nhiều những ồn ào xảy ra xung quanh, nhưng mà sau tất cả thì hai Danh Hài vẫn khẳng định họ là bạn thân. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên ghế nóng hay các chương trình hài kịch. Xem họ biểu diễn trên sân khấu, khán giả đều cảm nhận được sự ganh đua trong đó. Người nào cũng cố gắng để bản thân mình nổi bật và hút khán giả hơn người kia. Song đó cũng có lẽ là lẽ thường, bởi sự ganh đua này hoàn toàn lành mạnh. Dù cạnh tranh nhưng điều họ đặt lên hàng đầu vẫn là khán giả và chất lượng của vở diễn, chứ không phải là cái tôi của bản thân. So về độ nói nhiều, hai người ngang ngửa, nhưng nếu nói về sự tự tin, Trấn Thành lại nhịn hơn đôi phần. Cũng vì tự tin nên Trấn Thành dám phát ngôn gì đồng nghiệp, còn Trường Giang thì không. Lẽ dĩ nhiên, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma, nói nhiều thì có lúc nói dài, một vài lần trong những khi hưng phấn và nói dài đó, Trấn Thành đã động chạm đến Trường Giang. Dù bấy nhiêu lần cũng chẳng đủ để làm sức mẻ tình cảm giữa họ, nhưng mà cũng đủ để khiến những người hâm mộ Trường Giang nổi đóa. Trấn Thành từng giận dữ khi chuyện tình cảm của anh và Harry Won bị đem ra mổ xẻ và bức xúc, xin công chúng hãy làm ơn để họ được yên. Chuyện của bản thân thì vậy, nhưng chuyện của người khác anh lại thấy bình thường. Khi chuyện phim giả tình thật của Trường Giang, Nhã Phương đang rần rần trên báo, thì Trấn Thành lại gửi thêm một thanh củi để đốt nóng thêm tin tức. Chẳng hiểu vì lý do gì, anh quyết định mang câu chuyện của bản thân lên sân khấu để làm chất liệu pha trò. Điều đáng nói là cách anh đùa chẳng hề vui, nếu không muốn nói là vô duyên. Trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Trấn Thành đã đưa hai tấm ảnh của Trường Giang và Nhã Phương cho ông Tơ Thu Trang với lời trách móc. Anh ơi, em nghe nói thằng này nó bệnh mà, sao anh sai duyên cho nó với con nhỏ này đẹp quá. Nhìn cái mặt thằng này không biết có phải đàn ông hay không, thời gian sẽ trả lời. Và dường như sợ thời gian sẽ trả lời quá chậm, nên anh tiếp tục kết luận một câu xanh trần. Thôi bỏ đi, cặp đôi này nhìn là biết không bền rồi. Có khán giả bật cười, có người lại trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Không tin là Trấn Thành lại táo bạo đến thế, bởi đã nói những lời không may mắn cho những cặp đôi đang yêu, vốn là điều cấm kỵ. Chắc chắn trong cánh gà, Trường Giang đã nghe được những lời mà bạn mình nói. Dù sau chương trình thì cũng chẳng thấy anh giận dữ hay phản hồi gì, nhưng fan của anh lại cảm thấy rất bức xúc. Họ tự hỏi nếu Trấn Thành phải nhận những lời không hay ho ấy cho mối quan hệ của mình, thì anh có còn giữ được bình tĩnh như khi trêu ghẹo thần tượng của họ hay không? Trấn Thành là một ngôi sao có nền tảng kiến thức tốt, có kinh nghiệm diễn xuất và một cái đầu nhanh nhạy, chẳng ai có thể phủ nhận điều đó. Và có lẽ vì có quá nhiều thứ một nghệ sĩ phải mơ ước, nên anh cho mình cái quyền thẳng tính đến bất ngờ. Khi đề cập đến chuyện Thái Hòa và Trường Giang, đó là hai cái tên bán vé, anh đã thẳng thắn mà rằng, nếu xét về cái gọi là đỉnh cao trong điện ảnh, với Trấn Thành, Thái Hòa mới thật sự là đỉnh cao, còn Trường Giang chỉ là một nhân vật được xem là đáng yêu thôi. Giang diễn rất đời và nhẹ nhàng nên khán giả yêu mến. Những lời này khiến cộng đồng mạng sôi sục, áp lực dư luận quá lớn, khiến cho Trấn Thành sau đó phải đăng đàn để trần tình. Còn Trường Giang anh chẳng giận gì, chỉ thấy mừng quá, vì sau sự việc này lại cảm nhận được nhiều hơn tình cảm của người hâm mộ. Lần ấy chẳng thấy Trường Giang mất gì, chỉ thấy được, còn Trấn Thành lại mang tiếng dìm hàng đồng nghiệp. Bởi những người yêu quý Trường Giang ai cũng biết không dễ gì chàng nghệ sĩ quảng có được ngày hôm nay. Đó là kết quả sau chuỗi ngày nước mắt, rơi ướt gối, mì tôm trệu trạo quanh năm và bị bồi xóa hắt hủi. Trường Giang không may mắn được tốt nghiệp trường lớp, nhưng bù lại,
anh có sự cố gắng không mệt mỏi. Không chỉ học diễn ở Trường Đời, anh còn là người viết kịch bản cho những vở đã tham gia. Trường Giang cũng chẳng phải một người ngày hôm nay ra đời, hôm sau đã nổi tiếng. Quá trình đó kéo dài hơn 10 năm. Và với bấy nhiêu đó sự cố gắng thì không thể nói Trường Giang chỉ đáng yêu thôi. Huống gì con đường đến với nghệ thuật còn có quá nhiều lối. Người chọn đi đường này, người trẻ ngã khác cũng là chuyện thường. Vậy thì có gì mà phải mang ra để so sánh hay đong đếm người này đỉnh cao, còn người kia thì chẳng phải. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.